Hello mọi người, tiếp tục series chuyện cười đọc bởi Khắc Công và tác giả là Emma trên TikTok nha các bạn. E M M A. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm đó là một ngày mưa, ông tao bị té bất tỉnh ngoài ruộng, không ai phát hiện ra. Con ma ở nhà nó xô vỡ đến cái chén thứ năm, bà nội nghi có điềm gở mới chạy đi kiếm ông. Cũng phải cả tuần bà vào viện nuôi bệnh ông, bỏ nhà cửa vắng tanh. Ngày ông xuất viện về nhà, tối đó có lẽ do con ma mừng quá nên nó kê sát mặt ông nội rồi cười phá lên. Ông nội tao giật mình dậy, thấy cảnh đó ông bị hết hồn nên lui ngược ra mé giường, té từ trên cao xuống đất, nhập viện lại lần hai luôn. Con ma có công cứu giá nhưng mà lại có công ám sát lần thứ hai. Đẳng cấp ma. Con ma này cũng giúp đỡ nhà này nhiều phết đúng không các bạn? Câu chuyện thứ hai. Tự dưng bà cụ cuối xóm rồi đến ông cụ sát nhà mất. Bà nội nhìn cảnh này, người già trong xóm mất dần, ăn ngủ cũng không ngon, cả người ốm đi một vòng. Con ma xót quá, phải chui vào mộng của nội. Mày ốm đi nhiều rồi, sợ chết hả? Lạc quan lên, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng vào. Tròn trịa người ra, chết thì cũng phải đẹp chứ. Nội bị nó làm tức, sinh bệnh cả tuần, chứ không phải do nội mất ăn mất ngủ mà bệnh. Còn mà này kiêm bác sĩ tâm lý luôn này thì buồn, này ta làm cho mày hết buồn, cho mày làm cho mày tức luôn. Câu chuyện thứ ba. Hôm đó là giỗ của ông cố, họ hàng về đông còn dẫn theo tụi con nít, nó phá như bầy giặc tụm ba tụm bảy lại ra sau hè, lật đổ cả mâm cúng của con ma, lấy chén đĩa chơi đồ hàng. Người ta nói trẻ con nhìn thấy ma rất rõ thì chính xác là vậy. Con ma đứng ngay cửa sổ nghe lời kể lại của bà, nó hỏi tụi trẻ ăn kẹo không, ăn thì nói theo tao. Tụi trẻ răm rắp đồng thanh đứng giữa nhà nói mẹ con là một người phụ nữ xấu xí lười biếng, dẫn con về ăn giỗ không phụ giúp việc bếp núc đã đành, còn tàn phế ngồi một chỗ không biết trông con. Tụi nhỏ bị mấy bà cô đè ra đánh bầm cả đít, con ma thì cười hí hí quay lại sau hè vui vẻ với bầy ngỗng. Đẳng cấp ma, đẳng cấp. Những cái bà gì này, gia chủ không nói gì được nhưng mà con ma đã có một pha dạy dỗ đi vào lòng người rất là hay. Câu chuyện thứ tư. Ông nội kêu ba chặt bớt chuối cho vườn thoáng đãng, ba không dám. Rồi hai người đùn đẩy nhau, sau cùng anh hai nhỏ nhất nhà nên bị ép chặt. Tối đó con ma tìm anh hai bóp cổ, nó quát thủa sinh thời
Bà nội mày hứa sẽ không bao giờ đụng vào vườn chuối. Sao mày dám chặt chỗ của tao? Thở không ra hơi, nhưng anh hai vẫn bình tĩnh, nhắm mắt khấn. Mày bỏ tay ra đi, giờ mày thử bò qua giường đè nội. Nói lại cái câu thuở sinh thời đó, coi nội tao có chụp mày trong đêm nay không? Phàm làm người hay ma cũng vậy, ăn nói không hay thì bớt dùng từ hoa mỹ lại. Sau này con ma cũng đè anh hai vài lần, nhưng nó hầu như không dám nói chuyện với anh tao nữa. Anh hai mất mẹ nó. Câu chuyện thứ năm, con ma ở nhà nội chỉ có hai lựa chọn. Một là đi đầu thai êm ấm, hai là ở lại trên miếng đất đó, không được rời đi quá xa khu nghĩa địa làng, nếu không nó sẽ thành ma lang thang, ngay cả đường về nhà cũng không tìm thấy. Có một lần cả nhà lên xe đi Đà Lạt, con ma dựa hơi bà cố bên nội định đi ké theo được một đoạn đường xa khu nghĩa địa rồi. Bà cô tự nhiên xuống xe nôn ói rồi bình thường lại lên tới Đà Lạt. Suốt 2 đêm bà nội ngủ trên Đà Lạt đều mơ thấy bóng lưng con ma đi bộ lơn tơn khóc tu tu kiếm đường về. May sao lúc về bà nội cúng trôi nước thì nó đã kiếm được đường về, chứ nó đi lạc không biết đường về chắc nội tao mừng lắm. Cái nhà này cũng kỳ lạ, cũng con ma quậy phá nhưng mà nó đi lạc lại kiếm nó về. Nhưng con ma này tốt chứ, các bạn thấy phù hộ cánh cái nhà này còng lưng đi. Câu chuyện thứ sáu, có đoàn hội chợ về, cả xóm dắt dìu nhau đi nghe nghệ sĩ hát tới khuya, đông vui đến mức ai để ý cũng sẽ thấy bóng con ma gốc đa, nó leo hẳn lên đọt cây nghe hát chăm chú, không thèm chỏng ngược nhát người đi về khuya nữa. Tới nửa đêm buồn ngủ nên ông bà tao nắm tay về trước, đang vui vẻ vừa tới cổng nhà nghe ngỗng kêu inh ỏi. Bà nội nạt, người ta súng xính đi hội chợ, con ma nhà này với bầy ngỗng dù trời sập nó cũng rượt nhau không bỏ cữ nào. Làm ơn ra đường giống người ta đi, đừng suốt ngày chỉ biết ở sau hè cục mịch như vậy. Còn như kiểu người nhà ấy mà, con đừng ở nhà nữa, ra ngoài cho nó khôn, ra ngoài chơi cho vui đi con. Úi, cái nhà này hay hay thôi luôn. Câu chuyện thứ bảy, họ hàng nghe đồn nhà nội tao có ma, ban đêm hay dí ngỗng nên súng về coi. Có người nép vô cửa sổ, có người rình ở cửa chính, tụm ba tụm bảy như rình bắt ghen vậy. Tới quá nửa đêm mà không thấy gì, ngỗng cũng bỏ vô chuồng ngủ. Bà nội tao nhìn thấy cảnh mấy con người hóng chuyện đó mà ngao ngán nên đi ngủ. Vừa lim dim thì nghe con ma nói: tao bỏ bầy ngỗng một bữa đứng rừng. Đứng rình chung tụi nó cả đêm, tao vẫn chưa biết rốt cuộc tụi nó đang rình xem cái gì mà chăm chú vậy. Con ma nhiều chuyện.
và ngây thơ không biết là họ đang rình mình. Ơi, hài hước thì thôi rồi. Câu chuyện thứ 9. Nửa đêm hai thằng ăn trộm chui hàng rào vào, loay hoay cậy cái cửa nhà. Đến lúc khẽ mở được cánh cửa, tụi nó giơ con dao lên, đi thẳng vô giường, định khống chế ông bà nội. Thì một chùm tóc từ từ thò xuống, kế đến là một gương mặt chỏng ngược, con ma treo lủng lẳng giữa nhà phá lên cười khanh khách. Hai thằng ăn trộm hoảng quá bỏ chạy. Ông bà nội bật mình dậy truy hô, nên dân vây lại bắt tụi nó khai lại với công an. Toàn cảnh thấy ma trong nhà nội như vậy chứ nó kịp ăn chưa kịp ăn trộm gì cả, mà công an thì cho rằng tụi nó phê thuốc chưa tỉnh, còn cho hai thằng ăn trộm thêm vài bạt tai. Ăn trộm không thành, bị ma hù lên còn bị công an quấn. Ôi giời tội. Nhưng mà con ma bữa nay tiến bộ rồi. Đợt trước thấy ma sợ dao chứ đợt này là giúp gia chủ bảo vệ gia sản rồi. Vâng, câu chuyện thứ 10 cũng là câu chuyện cuối cùng của trong video lần này. Người ta cho nội một con chó con, cột lại thì nó la ư ử, nên nội thả nó chạy quanh vườn. Tối nó cứ gầm gừ, sủa, âu ẩu lên. Sáng ra thì con chó đã chết từ lúc nào sau vườn. Bà sợ hãi, ma nhà này thành quỷ, nó sát sinh, bóp chết con chó rồi. Định hôm sau mời thầy cúng về trục nó. Thì tối đó con ma tán bà nội méo cả mặt, chó con mà sung. Nửa đêm nó thấy bầy ngỗng chạy rồi, rượt theo chân ngỗng táp lấy táp để. Ngỗng nó hoảng rồi đạp cho vỡ bụng, ai làm gì mà đổ tội cho tao. Sống chung bao lâu mà không tin nhau, lúc đổ tội rồi nhớ lại ngày tháng tao cho chúng đề, có thấy ái nái không? Con ma rất là sắt xéo, không thể nào chấp nhận mình bị vu oan như vậy. Ôi giời. Video đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe ạ. Cảm ơn.